Chúng ta sẽ cùng học bài tập đọc Người ăn xin trang 30. Câu số 1. Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào? Trả lời: ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ ròng, ràn rụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi, hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin. Câu 2. Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu bé đối với ông lão ăn xin như thế nào? Trả lời: hành động của cậu bé đó là gì? Rất muốn cho ông lão một thứ gì đó, nên cố gắng lục tìm hết túi nọ, túi kia, nắm chặt lấy bàn tay ông lão. Còn lời nói của cậu bé đó là cậu nói gì? Xin ông lão đừng giận. Hành động và lời nói của cậu bé này chứng tỏ cậu bé chân thành thương xót ông lão, tôn trọng ông và muốn giúp đỡ ông. Câu số 3. Cậu bé không có gì cho ông lão, nhưng ông lão lại nói: như vậy là cháu đã cho lão rồi. Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì? Trả lời: cậu bé không có gì cho ông lão, nhưng cậu bé đã cho ông lão sự thông cảm và kính trọng qua hành động cố gắng lục tìm túi nọ túi kia và qua lời xin lỗi chân thực và cái nắm tay rất chặt của cậu. Câu 4. Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin? Trả lời: cậu bé đã nhận được ở ông lão ăn xin lòng biết ơn và nhất là sự đồng cảm. Ông lão đã hiểu tấm lòng chân thành của cậu. Nội dung chính của bài: ca ngợi lòng nhân ái và sự đùm bọc lẫn nhau giữa những con người cùng cảnh ngộ. Và nhá, chỗ này sang diễn tả một chút thiếu chữ vờ. Và sự đùm bọc lẫn nhau giữa những con người cùng cảnh ngộ.